Chào các bạn, và trong chương trình hôm nay thì công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam sẽ chia sẻ với các bạn những cái quy định mới của chính phủ Canada về việc làm thêm cho sinh viên. Thì những quy định này sẽ có bắt đầu hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2014. Và đáng chú ý nhất đó là việc chính phủ nước này cho phép sinh viên đi làm thêm mà không cần phải xin giấy phép sau 6 tháng học xong tại trường như trước đây. Thì những cái quy định đó là như sau: sinh viên phải đăng ký và theo học các khóa học tại Canada. Nếu không chỉ rõ được cái điều này thì bắt buộc là phải rời khỏi Canada. Và sinh viên chỉ có thể là học tại các trường được cấp phép là tuyển sinh viên quốc tế. Và tất cả sinh viên muốn đi làm thêm thì không cần phải xin giấy phép đi làm. Việc ngoài trường thì các bạn sẽ được làm tối đa là 20 giờ một tuần trong quá trình học hoặc là toàn thời gian trong các kỳ nghỉ. Dành cho sinh viên, các khóa học kéo dài tối thiểu là 6 tháng và được cấp bằng sau khóa học như là bằng đại học hay là cao đẳng hoặc là các chứng chỉ do trường đại học đạt tiêu chuẩn tại Canada cấp bằng. Thì chỉ sinh viên quốc tế học tại các trường sau trung học hoặc là các trường đủ tiêu chuẩn thì mới được cấp cái phép xin thực tập trong quá trình học. Nếu thực tập là bắt buộc dành cho sinh viên theo học khóa học này. Đối tượng là khách du lịch tại Canada thì được phép xin du học tại Canada dành cho các đối tượng như sau. Đó là bạn sẽ theo học chương trình dự bị hay là tiểu học, học trung học hay là du lưu văn hóa, học các khóa học ngắn hạn từ các trường đạt tiêu chuẩn tại Canada, hoặc là sinh viên đã hoàn thành xong khóa học một chương trình học nào đó và được nhận học tiếp vào cái chương trình của một trường đạt tiêu chuẩn tại Canada. Visa sẽ hết hạn sau 90 ngày tính từ ngày hoàn thành khóa học, và sinh viên muốn tiếp tục ở lại thì phải xin giấy phép để làm việc hoặc là các giấy phép khác. Sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Canada thì sẽ được làm thêm để làm việc toàn thời gian cho đến khi là được nhận quyết định về việc cấp giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp tại Canada. Và các bạn cũng lưu ý đó là sinh viên quốc tế đang về học tại các trường chuẩn hoặc là những cái trường mà chưa đủ tiêu chuẩn tại Canada thì vẫn phải xin giấy phép hoàn thành chương trình học đó. Và thời hạn tối đa cho là 3 năm sau khi quy định này có hiệu lực. Với quy định này thì là dù không có thay đổi đáng kể nhưng mà cũng thể hiện được chủ trương của chính phủ Canada là quyết tâm giữ vững và đẩy mạnh hình ảnh nền giáo dục hàng đầu thế giới. Vì vậy, nếu như mà bạn có ý định đi du học Canada thì đây là thời điểm cho bạn. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn thì các bạn hãy liên hệ với các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương để được hỗ trợ chi tiết về thủ tục hồ sơ cũng như là thủ tục nhập học như thế nào. Và một khán giả nữ gửi thư về từ Cần Giờ với nội dung như thế này: tôi có con trai đã tốt nghiệp phổ thông và đang muốn cho cháu đi du học tại Canada. Tôi nghe nói là sinh viên khi đi du học ở Canada thì được phép đi làm thêm. Không biết thông tin này có chính xác hay không? Và sau khi học xong thì cơ hội định cư có cao hay không? Chính phủ Canada có chương trình làm thêm dành cho các học sinh sinh viên nước ngoài làm việc trong thời gian học tập tại Canada. Để mà tham gia chương trình này thì học sinh sinh viên phải xin giấy phép làm việc. Giấy phép sẽ cho bạn làm việc là từ 20 giờ một tuần trong một học kỳ. Còn vào các kỳ nghỉ hè hay là nghỉ đông, các ngày vào mùa xuân và lễ hội thì sinh viên có thể làm việc toàn thời gian. Với các bạn học sinh sinh viên không đảm bảo thời gian, công việc học tập hoặc là kết quả học tập không được tốt thì các bạn phải trả lại giấy phép làm việc cho chính quyền địa phương. Sau khi mà học xong hoặc là đã tốt nghiệp, nếu mà học sinh sinh viên nào muốn ở lại Canada để mà làm việc hoặc là thực tập thêm một thời gian thì xin giấy phép làm việc theo chương trình làm việc sau tốt nghiệp của chính phủ. Đối với du học sinh nào mà sau khi tốt nghiệp họ sẽ được phép ở lại làm việc từ 1 đến 3 năm theo chương trình học. Sau 2 đến 3 năm kinh nghiệm làm việc, du học sinh tại Canada sẽ được phép xin PR để định cư lâu dài. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm
xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.